Hello, em xin chào tất cả cô chú anh chị em của mình nha. Hôm nay thì em có bầy heo con 6 con này, heo ba máu CP. Thì em định ra bầy heo này là khoảng 1,2 triệu nha. Heo em là tầm 12 đến 13 kg là em sẽ xuất. Bầy heo này hiện tại là 11 kg nha. Cô chú anh chị nào có quan tâm thì liên hệ trước với em, đặt trước cho em để em giữ heo lại nha. Rồi ngoài ra thì em cũng còn rất nhiều heo con thì em sẽ quay tiếp cho cô chú anh chị xem nha. Toàn bộ của em heo là heo CP, heo con ba máu. Ở đây là em có 77 con, hiện tại là 22 ngày. Nó gần tách mẹ rồi. Đáng lẽ là hôm nay em tách rồi đó, nhưng mà em để cho khoảng 25 ngày em sẽ tách. Bầy heo này là tự đẻ, còn heo này là heo ba máu. Nó cũng chuẩn bị đẻ. Bên đây còn CP ba máu. Đây bầy này được 11 con, bầy này được 18 ngày. Thì cô chú anh chị nào có quan tâm thì đặt trước cho em. Bởi vì giá heo hiện tại đang lên, thì heo con mình mua sớm trong thời điểm này thì mình sẽ tiết kiệm được chi phí. Còn thời gian cận Tết hoặc qua Tết là số lượng heo nó sẽ hiếm lại. Tại vì dịch tả châu Phi nó càng quét ra là heo của mình là nó sẽ giảm sản lượng. Và bắt buộc là heo thịt nó phải lên giá. Lên giá thì heo con nó phải kéo theo thôi. Còn đây em đây cũng là heo CP hai máu, cũng chờ đẻ. Heo CP thường thường là nó đều có xâm lưng hết nha. Đây là con ba máu để lại. Còn ngoài ra là em có 14 con nái, thì trong chuồng em thì lúc nào cũng có heo con hết á. Cách tầm chừng 2 tầng đến 3 tầng là bắt đầu là có một con đẻ à. Nhiều khi á, 2 con đẻ một lượt nữa. Lúc nào em cũng có heo chứ. Bầy heo này là ít nhất phải 2 tháng rồi nè, có bầu. Rồi có một số con là mới phải 1 tháng thôi. Như con này là 2 tháng, CP hai máu hay. Còn đây là bầy heo thịt của heo bốn máu đẻ ra nè. Bầy này là tầm khoảng 40 kg. Thì anh chị có quan tâm đến heo con thì liên hệ với em. Chạy em lúc nào cũng có heo con hết á. Rồi cảm ơn anh chị đã xem video của em nha.